Xin chào tất cả bà con nhé. Thì ngày hôm nay thì nhân tiện có một vị khách hợp tác với kênh Nông Dân Làm Giàu và trại bồ câu của mình để nuôi chim bồ câu. Thì hôm nay thì bạn đến tham quan để hỏi một số những cái kỹ thuật nuôi trực tiếp ở trại của mình. Thì mình sẽ chia sẻ với bạn này. Thì mặc dù là bạn này cái nhu cầu của bạn với những câu hỏi đó, nhưng mà mình nghĩ rằng cái vấn đề của bạn ấy cũng là vấn đề của rất là nhiều người. Và các bạn xem video này thì các bạn cũng sẽ có thêm một số những cái kinh nghiệm. Em tên là gì em ha? Dạ em là tên Đồ ạ. À rồi, chào em. Thì em nó quá quen với anh rồi, tại vì bắt chim ở trại anh mà. Thì bạn này đã có bắt chim bồ câu ti đang thái siêu thịt để khởi nghiệp, tại vì bạn ấy cũng khá trẻ. Và bạn này cũng đã từng lên TV rồi mọi người. Và mình cũng đã từng giới thiệu với cái trại của mình. Thì bạn này thì bạn cũng mới nuôi chim bồ câu. Thì hôm nay bạn ra thì bạn hỏi về về việc là nuôi chim bồ câu á, thì đương nhiên là cái vấn đề lời ra là chim bồ câu ra ràng đúng không em? Thì cái vấn đề chim bồ câu ra ràng thì hôm nay không biết em có cái câu hỏi gì để hỏi anh ha. Bồ câu ra ràng thì khoảng bao nhiêu ngày thì mình bán thịt được? Tại vì đây là một câu hỏi đa số mà người nuôi mới nuôi họ đều gặp phải. Thì hôm nay thì mình trả lời cho bạn Đô cũng như là những bạn nào mà mới nuôi chim bồ câu thì các bạn sẽ nắm rõ nhé. Đối với chim bồ câu ra ràng đúng không? Đây thì ví dụ như mình giới thiệu cặp này đi đâu. Thì đây là cặp này là tầm khoảng là chục ngày tuổi đi. Thì chắc chắn là chưa làm thịt được rồi nhá. Đô nhá, chắc chắn là 10 ngày tuổi này là chưa làm thịt được rồi. Thì chim bồ câu ra ràng á, mình làm thịt ở cái độ tuổi thì tầm khoảng là 25 đến 30 ngày thì mình sẽ làm thịt được rồi. Tuy nhiên có những cặp mình nuôi khoảng 20 ngày thôi. Khoảng 20 ngày tuổi thôi mình đã có thể làm thịt được rồi. Còn cái cặp này là còn quá non, cặp này thì nuôi tầm khoảng là 15 ngày nữa thì mình mới có thể làm thịt được. Còn đây, đâu có thể thấy không? Đây là nó đẻ trứng này. Thì đương nhiên là bán đô này thì cũng áp dụng với cái kỹ thuật nuôi ở kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Đó là cho ấp bằng máy ấp trứng. Thì đô lưu ý nhé, ví dụ là chim bồ câu bố mẹ đẻ này thì mình sẽ lấy trứng này mình bỏ vào máy ấp trứng cho bố mẹ, sau đó khi mà nó nở ra thì sẽ mang ngược lại cho chim bồ câu bố mẹ nuôi. Còn em muốn tách giống bồ câu ra thì khoảng bao nhiêu ngày thì mình tách được? À có nghĩa là em nuôi chim bồ câu ví dụ là có Dạ. những cái con mà nó ưu tú và em muốn làm giống đúng Dạ. không? À tại vì bạn Đô này đã đang nuôi tầm khoảng hơn 100 cặp nhưng mà bạn ấy muốn nhân giống thêm bằng chính những cặp chim bồ câu bố mẹ bạn đang nuôi á, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho Đô luôn. Ví dụ như là mình lấy ví dụ đi, như cặp con chim bồ câu này đi. Ví dụ như Đô nhá, ví dụ con này là khoảng anh lấy ví dụ thôi, tầm khoảng hơn hơn 10 ngày tuổi thôi. Thì ví dụ là trong quá trình nuôi mà Đô cảm thấy con này này là nó cái mỏ chân tay của nó không bị khuyết tật và lông của nó mà mượt thì đó ban đầu thì mình nhận định như thế thì là đã ok rồi. Nhưng mà ví dụ nó lớn lên tầm khoảng chục ngày nữa thì lúc đó là cái lông của nó mới mọc đầy đủ. Đây là cũng là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt mọi người nhé. Đây. Anh lấy ví dụ đi. Thì lúc này anh có chỉ với Đồ đó là thứ nhất là mỏ của nó, chân của nó không bị khuyết tật thì mình có thể là đó là chứng tỏ nó rất là lanh lợi đấy. Thì lông của nó mượt này. Đấy. Để anh để đứng để cho Đồ xem này, được cũng như là mọi người xem luôn này. Thứ nhất là nó phải lanh lợi. Chứ nhiều con nó bị khuyết tật hoặc nó đù á rồi mình nuôi không được. Đây cho cầm cho mọi người xem luôn này. Cái này là lông của nó là nó mọc chưa hoàn chỉnh mọi người nhé. Chưa hoàn thiện này. Khi ví dụ như là một con chim bồ câu á mà nó ra ràng mà nó mọc lông hoàn thiện là lông nó phải kín, lông cánh thì kín hết nhé. Con này là tương đối là chuẩn đấy đó. Thì Đô sẽ thấy những con chim bồ câu như thế này thì Đô sẽ nhắm nó và Đô sẽ tầm khoảng 27 đến 30 ngày thì Đô sẽ tách nó ra. Thì nó sẽ mình có thể mình nhân giống đó.
Anh ơi, em muốn hỏi là khi mà mình tách nó ra thì bồ câu nó đẻ thì mình muốn biết chống mái để mình ghép à, chống mái. Đây anh chỉ cho đô một cách luôn, có nghĩa là áp dụng theo cái việc là bây giờ là mình là trở thành những người nuôi chim bồ câu chuyên nghiệp rồi đó. Ví dụ là có những cái cách phân biệt như là chổng đuôi lên và cụp đuôi xuống. Cụp đuôi xuống là chống, chổng đuôi lên là mái đó. Thì cái đó thì rất dễ rồi. Còn hôm nay ví dụ Đô là một người nuôi chuyên nghiệp rồi, thì anh sẽ chỉ cho Đô cũng như mọi người một cách cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Đó là nhìn đầu chim bồ câu mà biết chống mái. Đây, Đô cho Đô xem luôn. Bây giờ là có hai con này đúng đâu. Bây giờ thứ nhất là Đô nhìn cái đầu của nó đi. Có đúng là cái con mà nó cao hơn á, là cái đầu nó to hơn đúng không? Đô nhìn thật kỹ đi. Đúng rồi. Đảm bảo với Đô luôn, con đó là con trống luôn. Đó, con nhảy xuống là con trống đó. Con đang ở trên là con mái. Và Đô để ý kỹ là cái mỏ của nó, con mái nó sẽ dài hơn một tí và nó hơi quặp nhá, còn con trống nó sẽ thẳng. Và cái điểm thứ ba là cái nhân trung của nó. Cái nhân trung là cái chỗ trắng trắng trong cái mũi á. Đây thì chắc anh bắt một con ra cho Đô cũng như mọi người xem cho dễ này. Đây này Đô, đây là con chim bồ câu mái nhá. Thì cái nhân trung của nó, cái nhân trung của nó chắc em cũng biết rồi, cái nhân trung là cái này này, cái màu trắng ấy mọi người. Nếu như mà cái nhân trung của nó mà nó nhỏ, đó là con mái. Còn cái nhân trung của con trống là to lắm mọi người. Đó. Cái đầu của nó thì cũng sẽ nhỏ hơn này. Đây là tại vì Đô là một người nuôi chuyên nghiệp nên anh chỉ cách chuyên nghiệp luôn. Để mai mốt ví dụ như là Đô mà phân biệt trống mái á, em chỉ cần nhìn con chim bồ câu ở ngoài vùng mái thôi, em không cần động đến nó mà mình vẫn biết nó là chim bồ câu chống mái. Tại vì chim bồ câu nó có một cái kỳ lạ lắm mọi người, có nghĩa là chim trống chim mái rất khó phân biệt, có nhiều người nuôi không biết phân biệt luôn, mua về đẻ 4 trứng và mừng húm luôn, đẻ 4 trứng cứ nghĩ là mình có lời rồi. Tại vì chim bồ câu nó cũng như chim cút đầu thứ, mỗi lần đẻ 2 trứng thôi. À, chim cút thì đẻ 3 trứng nha. Ví dụ là mỗi lần đẻ nó sẽ đẻ quy định cái số lượng trứng như vậy. Nhưng mà đẻ 4 trứng lại mừng. Nhưng mà thực ra nó là hai con mái và đương nhiên 4 quả trứng nó sẽ không nở, tại vì không có cổ, không có trứng đó. Thì chim bồ câu bao nhiêu ngày thì mình sẽ bán được này, thì anh cũng đã trao đổi với Đô này. Rồi mình lựa những cặp ưu tú như thế này, phân biệt chống mái này. Thì không biết là Đô còn câu hỏi gì để hỏi anh không ạ? Thấy thì bồ câu nó một cặp nó đẻ thì hai trứng ra, thì khi nó nở nó lớn lên thì mình bắt cặp từ bố mẹ luôn hay là mình phối qua cặp khác? À, một câu hỏi rất là hay luôn. Có nghĩa là con chim bồ câu á thì cũng như những cái dòng chim khác á, thì cái việc mà mình bắt chính những cái con của nó để hai con nó phối giống với nhau đúng không, thì chắc chắn đó là điều không nên rồi. Đảm bảo với Đô đó đều không nên, cũng như là tất cả những cái dòng chim khác hoặc là tất cả những dòng động vật khác, hầu như là không có ai làm chuyện đó cả. Vậy để làm sao mà tránh được cái việc đó, có nghĩa là khi mà mình thấy ở trong này đúng không, có những lứa đẻ hai con mình đều có thể làm giống được cơ, nhưng mà cũng rất hiếm nha. Thường thường là chỉ có một con thôi, hoặc là một con một lứa đẻ mấy trăm con, nhưng mà chỉ có thể lựa được vài con, vài chục con làm chim bồ câu giống thôi. Thì mình sẽ thứ nhất là nếu mà mọi người có nhiều chuồng á, em mà mua nhiều chuồng á thì em phân tách nó ra và em nhớ. Và một cái thứ hai là em nuôi quần thể đó, em thả chung một lần đó, vài chục con hoặc là vài trăm con mà em nhân giống đó, thì nó sẽ tự bắt cặp khác nhau, nó sẽ xáo trộn với nhau, thì nó sẽ trao đổi và hoãn vị cho nhau đó. Thì để tránh cái tình trạng như là ví dụ là hai anh em cùng trở thành một cặp bố mẹ đấy. Tại vì khi mà hai con nó cùng trở thành một cặp bố mẹ thì con chim bồ câu đang đẻ ra nó nhỏ lắm, tại vì nó chung mà, nó giống như kiểu nó là chung huyết thống ấy, thì nó đẻ sau và có thể là nó bị bệnh. Và có những con chim bồ câu đẻ ra nó cứ run lời bảy á, đó là nó bị, mình hay nói nôm na, nó là trùng huyết á.
đó là không nên. Thì đô thì nuôi chim cũng của mình cũng mua cái số lượng cũng ok và nuôi cũng khá là tốt, ok đó mọi người. Và chim bồ câu ra ràng thì cũng mình cũng bao đồ ra luôn, nên là việc các bạn trẻ ở nông thôn nuôi chim bồ câu thì mình đều hướng dẫn rất là kỹ. Đây chim bồ câu đang, đây là chim bồ câu bố mẹ đang chăm con bằng sữa diều, bằng chính sữa bồ diều của chim bồ câu bố mẹ luôn. Thì đô có thể thấy là chim bồ câu rất là đẹp đúng không? Rồi cảm ơn đô hôm nay đã đến trại bồ câu cùng với nông dân làm giàu để chia sẻ kinh nghiệm đối với nhiều người. Thì cũng hy vọng rằng là mọi người xem video thì cũng sẽ biết thêm một số thông tin và ủng hộ cho kênh nông dân làm giàu của mình. Rồi chào tạm biệt tất cả bà con nhé.